nhé. Hôm nay mình đưa con chó con của mình đi săn rắn nhé. Mọi người theo dõi xem là tí nó có gặp hơi gì thì nó theo. Con này hôm qua thì mình đi vào đám nương trên này có một con, nó theo hơi rất là dài nhé, rất là xa, phải chui vào một cái hang gốc hốc cây khô nhưng mà đào không được. Và bây giờ mình sẽ đưa chó đi và mình sẽ đi. Chó còn bé lắm, cho nên là mình không tin tưởng mấy được. Và hôm nay là mình sẽ đưa nó đi chơi. Cái này là đưa nó đi chơi thôi nhá mọi người nhá. Cho mọi người theo dõi nhá, để tí nữa nó theo hơi mình mới quay mọi người xem thôi. Các bác nhá, để con chó con nhà em đánh hơi nhá. Đây, không biết là đánh hơi con gì nhá. Chú. Đây, chó con tầm này đánh hơi như thế này là ok rồi mọi người ạ. Chú. Chú. Đây nhá, đứng. Rắn nhá, phải nhá. Đấy nhá mọi người nhá. Ây à, ok hàng rồi mọi người ạ. Đây chó con nhà em thì rất ok. Và bây giờ mình sẽ tóm vào túi nhá. Nó đánh hơi xuống. Đau chân không đuổi kịp bé thôi mọi người ạ.